Một chiếc, hai chiếc Yamaha, một chiếc 100, một chiếc 70, chiếc 95. Ghê không? Ô, cái đường mương này rất là to. Quay quay nè hả? Có gì nói không? Đưa chúng. Đưa chúng hả? Ừ. Rồi. Tập chúng. Rồi. Rồi, dưới cầu rất là dài các bạn ơi. Rất là dữ luôn anh em, ở đây máy rất là đông nhưng mà ở đây bắt chỉ cậu. Ô, ghê quá. Cái mưa này tự ghê lắm nha các bạn. Ở đây súng nhau dầm thầu quá dữ nè. Thôi chỉ cầu làm công ha. Em đang khiêng. Quá đông các bạn ơi. Anh em tay chân nè. Thì ở đây là một chiếc 100 nè anh em. Trong kia thì một chiếc 95, hai chiếc Yamaha, chiếc 70G, 5 chiếc ha. Rất là cực các bạn. Thì nói chung ba cái mương này nó rất là to. Đi qua một lần thì nó ấy nó kéo nhiều lần, chắc cây cầu nó dợp đó các bạn ơi. Còn hai cây cầu này nó ngộ nha anh em. Cây thì cong ngược ha. Đó, cây okay, thì công an kia ảnh xuống các bạn ơi. Ừ, rất là to cái mương này, cái cầu này chắc 6 hướng gì rồi, 6 mét gì rồi anh em ơi. Ở đây thì 5 chiếc nè, đang chuẩn bị qua cầu. Đây, quay luôn. Rồi, cái này như đôi xe 95 sẽ chạy qua trước nhất nè. Ôi, dân ma chạy có đuôi nha, rất là máy quá đông. Đây, còn chiếc 82 nữa nè. 105 vua, ở đây có chiếc này bự nhất các bạn, 1747 luôn. 1747 nhưng mà 1747 cam. Thái cam nè. Đó, đặt đầu lại. Rồi đặt lại cho nó công đều anh em ơi. Thì nói chung cái này thì hai bài này nó không trùng nhau đó các bạn. Đây là hơn 10 chiếc máy luôn đó anh em. Rồi phải ngồi qua trước các bạn ơi. Đi cầu thứ nha
hai con này cũng ngang cơ nha các bạn ơi. Đất là đất nông lỏng ra nó tự nhỏ rồi. Đâu đây hả? Cái này hả? Cùng là chiếc 100 lẻ các bạn, 100 lẻ thì nó hơi nặng hơn chiếc này. Còn hai chiếc là anh em. Một. Ồ, ok đó. Ừ, cái này hơi còn bén lắm các bạn ơi. Qua xong một số chiếc rồi, giờ đang cắt này các bạn, còn chiếc 100 lẻ, chiếc 102 còn nằm bên đây chưa qua nữa anh em. Rồi ở đây cắt hơi trễ các bạn ơi, 12:20 mới sửa soạn cắt thôi anh em, kéo đang đậu nè các bạn. Ở đây 5 chiếc cơ máy này là 5 chiếc máy của chú Hậu Cần Đăng anh em. Thì sáng giờ là 5 chiếc đang cắt hết. Còn 5 chiếc này như ở đâu không biết, mình không gặp. Thì mình bên đây mình biết, mình quay là 5 chiếc máy đang chạy ở đây nè các bạn. Đó, 6 chiếc cần nhưng mà chạy vô bên kia hồi sáng qua bên kia hết chiếc các bạn. Nhưng bên đây là đại hội đó anh em, cánh này thì còn dưới là còn đại hội thôi. Đó. Thì bắt đầu tới 100 lẻ qua nè anh em. 100 lẻ nó nặng lắm, 4 tấn mấy lần anh em, ghê lắm. Mình mấy đứa đi cầu mình cũng ghê lắm nghe nè, hồi nhúng nhúng cầu các bạn ơi. Ôi ôi ổng kìa. Rồi tới Giang Ma. Giang Ma là chiếc cuối cùng qua cầu đó các bạn ơi. Ghiếc rồi nữa mà kéo lại chỗ này nó hơi khó đi cho anh em, còn phải kéo đi rồi nữa ha. Rồi chiếc đám 2 là cuối cùng trong đám máy cắt qua cầu đó bạn ơi. Bên đây 5 chiếc, bên kia 5 chiếc, còn bên kia 4 chiếc là cắt cái gì bên kia riêng nữa anh em, ngang con mương nữa. Bởi vì cầu này cũng trúng cá lắm các bạn ơi. Rồi cho lúa chắc không sao đâu, tại vì nó cắt ngang 100 lẻ nó qua được rồi. Là... đúng tấn mấy rồi. Nếu mà bằng chiếc máy cắt là tăng lẻ là phải chở 100 bao đó nè, 80 bao, 70 bao, 80 bao cắt tăng lẻ đi qua cầu này. Rồi giờ máy cắt qua xong đó nè, giờ tới máy kéo nha các bạn.